Đức tin nơi Allah, bản chất của mọi sinh vật sống, bằng chứng của tri giác, bằng chứng của lý trí. Chúng là bằng chứng chân thật khẳng định rằng vũ trụ này có một đấng tạo hóa sáng suốt. Ngài xứng đáng được thờ phượng và bắt buộc phải tin tưởng nơi Ngài. Allah có chứng cứ trong mọi thứ chuyển động và trong mọi điều tĩnh lặng. Trong tất cả mọi thứ, Ngài đều có dấu hiệu chỉ ra rằng Ngài là đấng duy nhất. Đức tin nơi Allah là nguồn gốc vĩ đại và là trách nhiệm lớn nhất. Khi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam được hỏi về việc làm nào tốt nhất, người đáp: đức tin nơi Allah. Và đức tin thật sự có giá trị khi đã tin về bốn điều sau: tin vào sự tồn tại của Ngài, tin vào rububiyah của Ngài, tin vào uluhiyah của Ngài, tin vào asma và sifat của Ngài. Sự tồn tại của Allah hiển vinh là điều hiển nhiên rõ ràng như ánh bình minh, được chứng nhận bởi bản năng, tri giác và lý trí. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều làm chứng cho điều đó. Đấng tối cao phán: Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Chúng được tạo ra từ cái không là gì, hay chúng tự tạo ra bản thân chúng? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Hay phải chăng chúng đã tạo ra các tầng trời và trái đất? Không, chỉ vì chúng không có niềm tin vững chắc nơi Allah mà thôi. Niềm tin vào rububiyah của Allah chỉ đúng thực khi một lòng tin rằng Allah là Thượng Đế. Ngài là đấng tạo hóa, là đấng ban phát. Ngài nắm giữ toàn bộ quyền thống trị và chi phối, mà không có bất cứ sự chuyển động nào ngoại trừ được Ngài đồng ý, và không có bất cứ sự im lặng nào ngoại trừ Ngài đã sắc lệnh. Như Ngài đã phán: Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ard am may yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ngươi hỡi thiên sứ Muhammad, hãy hỏi những kẻ đa thần phủ nhận Allah: ai ban bổng lộc cho các ngươi từ trời đất? Ai chi phối thính giác và thị giác của các ngươi? Ai đưa cái sống ra từ cái chết và đưa cái chết ra từ cái sống? Ai điều hành sắp xếp mọi hành động của vũ trụ? Chúng sẽ nói: Allah. Vì vậy, ngươi hãy nói với chúng: vậy tại sao các ngươi không sợ Ngài? Để chứng thực niềm tin vào việc thờ phượng Allah duy nhất là một lòng tin rằng không có bất cứ thần linh nào xứng đáng được thờ phượng ngoài Allah duy nhất. Vì vậy, không hướng sự thờ phượng đến bất cứ ai khác ngoài Allah và không hy vọng được ban cho công đức ngoại trừ hy vọng nơi Allah. Đấng tối cao phán: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ngươi hãy thiên sứ hãy nói: quả thật, lễ nguyện salat của ta, việc giết tế của ta, cuộc sống và cái chết của ta đều dành trọn cho một mình Allah, Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật. La sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah không có đối tác ngang vai. Đó là điều mà ta được lệnh và ta là một tín đồ Muslim đầu tiên. Tin vào asma và sifat của Allah yêu cầu phải loại trừ khỏi Ngài mọi thuộc tính khiếm khuyết và thiếu sót, và công nhận vào điều đã được Allah tự xưng trong kinh sách của Ngài Quran hoặc trong sunnah của thiên sứ của Ngài sallallahu alaihi wa sallam về các danh xưng tốt đẹp và các thuộc tính tối thượng, nhưng không bóp méo, không vô hiệu hóa, không miêu tả và không nêu hình ảnh thí dụ. Đấng tối cao phán: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah có các tên gọi tốt đẹp, bởi thế các ngươi hãy cầu nguyện Ngài với những tên gọi đó. Các ngươi hãy mặc kệ những kẻ bóp méo các tên gọi của Ngài, rồi đây chúng sẽ nhận lấy hậu quả cho những điều chúng làm.